thấp bảy sau hoa ngữ hách tuổi đáng kinh ngạc trần kiều ân đàm tùng vận tô hữu bằng là ba trong số những diễn viên hoa ngữ đỉnh đám trẻ mãi không già hách tuổi hay macaron là những từ lóng giới trẻ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật đặc biệt là những người nổi tiếng trong làng giải trí hoa ngữ có vô số những cái tên gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc trẻ trung tươi tắn không thay đổi theo thời gian triệu lệ dĩnh triệu lệ dĩnh là cái tên không thể thiếu trong danh sách những diễn viên hách tuổi nhất với gương mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn cung vóc dáng nhỏ nhắn Trẻ Lệ Dĩnh dễ dàng hóa thân vào những vai diễn nhỏ hơn mình nhiều tuổi, thậm chí biến hóa thành nữ sinh trung học trong MV mờ nhất của ca sĩ Trường Kiệt. Trần Kiều Ân Trần Kiều Ân được công chúng biết tới rộng rãi qua phim Hoàng tử ếch cùng nam diễn viên Minh Hạo. Từ thời điểm mới nổi tiếng tới nay, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, thậm chí có phần kiểu diễm hơn so với ngày xưa. Tô Hữu Bằng Một trong những cái tên khác gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả yêu hóa ngữ là nam diễn viên Tô Hữu Bằng, với nhân vật ngũ AK trong Hoàn Châu Cách Cách, đôi Hiệu Bằng đã khiến người hâm mộ ấn tượng sâu sắc với vẻ ngoài điển trai và vô cùng hiền lành của mình. Lâm Y Thần Cũng như trở lợi diễn, Lâm Y Thần sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và ngây thơ. Chỉ những đường nét này đã khiến nàng tương cầm trở thành một trong những mỹ nhân hách tuổi nổi tiếng nhất làng giải trí hoa ngữ. Đàm Tùng Vận Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc vào bất kỳ bảng xếp hạng sao nữ hách tuổi nào ở thời điểm hiện tại. Với đôi má phồng phình bùng ra sữa, cùng hàng loạt biểu cảm đáng yêu, nữ diễn viên vẫn được cưng chiều gọi là em bé dù đã ngoài 30 tuổi. Trong sự kiện quảng cáo mới nhất đây, nàng vận môn đã khiến dân chúng không khỏi suy soa trước vẻ đẹp trong trẻo, không tỉ vết của mình. Chính vì nhan sắc không tuổi, nữ diễn viên đã nghiệm nhiên trở thành cái tên bảo chứng cho những vai diễn trong phim Thanh Xuân Vườn Trường. Trung Hán Lương Với vẻ ngoài điển trai phong độ và sự góp mặt thường xuyên trong những dự án phim ngôn tình, ít ai ngờ Trung Hán Lương năm nay đã gần năm mấy tuổi thậm chí anh còn được mệnh danh là soái ca không tuổi của Cbiz. Mới đây Trung hà Nương đảm nhận vai chính trong phim Cẩm Tâm Tượng Ngọc, tiếp tục nhận được khán giả đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn diễn xuất. Dù hơn mỹ nữ hách tuổi Đàm Tùng Vận tới 10 năm tuổi, nam diễn viên vẫn trông không hề lệch pha với nữ chính bởi vẻ ngoài trẻ trung của mình. Ngô Kỳ Long Thừa mới vào nghề Ngô Kỳ Long là chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của nhiều khán giả làng giải trí hoa ngữ bởi vẻ ngoài liêu trai và phong độ của mình. Đến nay từ AK của bộ bộ kinh tâm, ngày càng điển trai phong lưu và vẫn giữ được những đường nét rắn rỏi của mình. Tuy hơn bà xã Lưu Thi Thi tới 17 tuổi, Ngô Kỳ Nông vẫn rất đẹp đôi bên vợ. Hiện tại anh đang tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho con. Nam diễn viên thường xuyên khoe cuộc sống viên mãn khi chia sẻ những lời nhắn nhủ tình cảm và khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelop. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!